5 tỷ của em ra tấm tham biếm ấy, và 5 tỷ của em dự định là lên thành 50 tỷ nếu mà em chỉ làm đúng cái chụp ảnh thôi. Nhưng nếu 5 tỷ của em mà bây giờ có thể đầu tư vào toàn bộ vào công việc kinh doanh để em có thể mở rộng thị trường và doanh thu của em trong vòng 3 năm nữa lên thành 100 tỷ thì đã là 5 tỷ của em đổ vào công việc kinh doanh là hiệu quả hơn chứ. Em chào Thầy Sơn. Ừ, ok anh nghe đây. Em đang ở đâu nhỉ? Em ở Hà Đông anh ạ. Thế bây giờ là hai vợ chồng làm ở trong chỗ gần khu đấy à? Ừ, em làm ở chỗ gần Simco. Từ nhà em mà ra chỗ đấy tiệm gần đúng không nhỉ? Khoảng độ 4 cây thôi. Rồi hôm nay anh giúp được gì? Thực ra này em có hôm đi học của thầy đang cái đúng được lúc muốn mua một mảnh đất ở trong cái khu đô thị gần Simco ấy. Thì thực ra là cái tài chính của bọn em thì tiền mặt thì nó khoảng độ 5 tỷ. Thì mục đích của em là vừa là để làm kho, vừa để làm showroom với lại làm văn phòng các thứ đấy luôn. Thì diện tích nó phải tầm độ khoảng 100 mét vuông thì nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ tầm 100 mét vuông thì nó tài chính nó ở đấy là tầm độ 12 đến 13 tỷ cơ. Đúng rồi. Thì lại hơi nhiều quá so với cái số tiền mặt của mình. Như anh nói là về đất đai thì cuối năm nay hoặc đầu năm sau thì nó đang bắt đầu là chấp tranh lên, và em cũng nhận thấy tín hiệu là ngay khu ở đấy thì bắt đầu có giao dịch nó cũng nhiều hơn, nên là bây giờ thậm chí tâm lý của chủ nhà người ta cũng đang giật dìu, người ta cũng không muốn bán luôn ấy. Đúng rồi. Kiểu đặng đợi giá lên hay sao ấy. Đúng đấy. Rồi. Anh nghĩ là nếu mà hai vợ chồng bọn em mà còn 5 tỷ và tạo ra dòng tiền thì anh nghĩ thời điểm này là phải nên đầu tư, bởi vì em nhìn thấy là như ở Hà Nội chung cư là hiện tại bây giờ tăng theo ngày. Em nhìn thấy cái VinSmart City là 50.000 căn của anh Vượng mà em nhìn thấy là tăng 10 đến 15 20%. Cái bên của chỗ Singapore nó vừa mới xây đối diện ở trên chỗ đường Lê Trọng Tấn đấy đúng không? Nó đã xây đâu, nó chỉ vừa ra thông tin thôi mà số lượng người mua đã trở nên rất là nhiều. CapitaLand là một chủ đầu tư lớn nhất ở Singapore. Ở Singapore cái vốn đầu tư nó quá lớn ấy, bởi vì tất cả tiền của những người giàu nhất trên thế giới bao gồm ở Trung Quốc, ở Đông Nam Á đều đổ vào Singapore cả. Thì CapitaLand là một trong những nơi lấy tiền của chính phủ để đầu tư bất động sản, mà họ đầu tư rất thận trọng và đầu tư hiệu quả. Và cứ có chỗ nào mà của CapitaLand đầu tư ấy, về mặt chất lượng và xung quanh đất chỗ đấy đều tăng giá. Bởi vì như vậy nên là cái trục Lê Trọng Tấn và cái Glim Simico em thấy là khách hàng người ta không muốn bán. Khi mà Singapore nó đầu tư vào thì có nghĩa nó định vị là cái vị trí ấy trở nên rất là tốt. Thì nếu mà em mà có tầm tài chính thì anh nghĩ là em mua xung quanh cái khu vực đó. Xung quanh Glim Simico có thể là Nam An Khánh cũng được. Nếu mà em muốn mua tốt hơn nữa và với giá tốt hơn nữa, em đi xuống Chùa Thầy. Từ chỗ Glim Simico đi xuống Chùa Thầy mất khoảng tầm 7 cây số nữa, mua ở gần chỗ Chùa Thầy, giá thì không có gì là rẻ cả nhưng vẫn trở nên rất là ok. Là bởi vì sao? Cái trục đó mình mua là mình thẳng. Bây giờ nó được gọi là heo hút, nhưng mà để anh nói là từ chỗ Big C mà đi về VinSmart City cách đây 5 năm ấy, nó được gọi là vùng ven. Và cái chỗ VinSmart City ngày xưa anh Vượng xin đất được gọi là nhà ở xã hội và định vị là mỗi căn là 600 triệu cho đến 700 triệu. Là bởi vì nó xa quá. Và bây giờ quỹ đầu tư lớn nhất của Singapore đầu tư vào 1 tỷ đô. Ngày xưa ở chỗ Glim Simico đường lên Trọng Tấn trái mới mua cả. Người ta không muốn về ở là bởi vì sao? Nó ngập lụt, là bởi vì sao? Hạ tầng nó làm quá xấu. Bây giờ giống như em nói, chủ nhà người ta không bán là bởi vì người ta đều nhìn thấy một cái việc thì đến chung cư nó còn tăng giá 10-20%, mà chung cư gần 200.000 dân mà không có chỗ để ô tô thì người ta đều phải mua nhà liền thổ, là nhà đất là chuyện tất yếu. Cộng với cái thằng Singapore nó đầu tư vào 1 tỷ đô đẩy toàn bộ cái nâng hạng ở chỗ ấy lên, cũng giống như nhà của anh ở đây đối diện với cả VinSmart City. Ngày xưa anh mua 30 triệu bây giờ gần 200 triệu rồi. Thì anh nói với em 5 năm nữa nếu mà em đi từ ra đây ra chỗ Chùa Thầy, Chùa Thầy bây giờ em sẽ thấy nó na ná tương tự như vậy. Thì em thấy rằng là cái tài sản của em tăng đáng. Một lần thôi là số phận thay đổi. Bởi vì em làm kinh doanh cũng giống như anh, mình làm kinh doanh vất vả mà. Đi phải mấy mối quan hệ, phải tìm được nguồn mua, tìm được nguồn bán, chắt chiu từng đồng một, căn cơ từng đồng một, và mình không biết đầu tư ấy, thì mình sẽ thấy là mình sẽ làm rất vất vả. 5 tỷ của em ra tấm tham biếm đấy, và 5 tỷ của em dự định là lên thành 50 tỷ. Thì đấy là cái mà anh nhìn thấy nếu mà em chỉ làm đúng cái chụp ảnh thôi. Nếu mà ví dụ bây giờ em coi như em đầu tư trong cái khu đô thị gần Singco đấy, thì liệu mà so với lại các cái chỗ khu khác như anh nói để mà đánh giá thì nó sẽ thằng nào sẽ là mạnh hơn? Em đầu tư càng xa thì tốc độ tăng giá nó càng nhanh. Em đầu tư cách đường Lê Trọng Tấn khoảng 7 cây số, anh nói lên Chùa Thầy luôn đi. Em mua đất chỗ ấy thì nó sẽ rẻ. Sau khoảng tầm 5-7 năm nữa nó lan rộng đến cái chỗ Chùa Thầy thì bất động sản ở cái chỗ Chùa Thầy nó sẽ tăng giá nhanh hơn chứ. Là bởi vì bây giờ chưa nhiều người đến, chưa nhiều người biết và giá nó còn rẻ. Thì rõ ràng ví dụ như em mua ở chỗ đấy bây giờ khoảng tầm 30 triệu, 40 triệu một mét vuông thì về sau nó lên khoảng tầm gấp 5 lần là 200 triệu. Còn bây giờ em mà mua ở đường Lê Trọng Tấn, ai cũng biết rằng là nó ngon rồi. 200.000 dân nó nằm ở đấy rồi. Thì em mua bây giờ cái giá anh lấy ví dụ như là 12, 13 tỷ, nó có tăng giá không? Có tăng. Nhưng mà nó chỉ tăng gấp đôi thôi. Nhưng mình có điều kiện gì mình ở luôn được, mình sờ luôn được, mình cầm luôn được, mình cho thuê luôn được. Thế còn là ở cái chỗ kia mà em mua thì bây giờ em đến đấy thì chưa ở được, nhìn trông nó vẫn hơi bị xa. Nếu mà ví dụ mà em quyết định theo cái ý của anh là kiểu rằng mình đầu tư sau cái số vốn của mình thôi, mình chỉ đầu tư vào cái chỗ cái vùng mà như anh bảo mà dọc cái đường Pandora mà cứ cách cái thằng Almo tầm 1 cây hả? Cái đấy thì em không phải suy nghĩ, không phải đắn đo nhiều về việc trả lãi này kia, nhưng mà lại ngược lại là mình lại không có cơ hội để mình mua cái văn phòng để mình đầu tư, mình làm cái showroom riêng của mình luôn. Cái đấy thì nó lại liên quan đến công việc kinh doanh của doanh thu một năm của bọn em là khoảng bao nhiêu tiền? Một năm bây giờ hiện tại khoảng độ
hơn 20 tỷ. Nếu mà văn phòng anh có thể đi thuê cũng được, không vấn đề gì cả. Để đầu tư vào cái tài sản mà nó có thể tăng giá gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần trong vòng khoảng tầm 3 năm và 5, 5 năm và 10 năm nữa. Nhưng nếu 5 tỷ của em mà bây giờ có thể đầu tư vào toàn bộ vào công việc kinh doanh, để em làm showroom rất là đẹp, để em có thể mở rộng thị trường và doanh thu của em trong vòng 3 năm nữa lên thành 100 tỷ, thì đã là 5 tỷ của em đổ vào công việc kinh doanh là hiệu quả hơn chứ, đúng không? Đúng rồi, cái đấy thì không có đâu ạ. Thì cái đấy là mỗi anh em mình nó có một cái lựa chọn khác nhau mà. Và thực tế là anh khó có thể lời khuyên được. Để đúng và sai thì mình không có câu trả lời. Là bởi vì là em là cái người điều hành kinh doanh, em tạo ra dòng tiền, em biết dòng tiền của em như thế nào. Đó là tại sao mà cái việc mà dành thời gian để em đi xem và em có cảm nhận rất quan trọng. Tối ngày hôm qua thực tế là gì, là anh phải cân nhắc một chút một số việc. Anh lái xe của anh đi vòng quanh lại cái Vinsmart City, đi qua đường Lê Trọng Tấn ở chỗ của em, và sau đó đi vòng qua 3 lần ở một số nơi chỉ để cảm nhận này. Anh đi vào lúc 10 giờ đêm cho tới 12 giờ đêm chỉ để cảm nhận một lần nữa về cái việc mà mình xem này. Mà đấy công việc của anh, anh chỉ đi cảm nhận không này vào buổi tối đấy. Thì cái việc mà em đi xem nhiều ấy, thì tự nhiên là em hỏi anh và đồng thời là anh trả lời em, nó sẽ rất là sát sườn. Cái số 2 là em dự trù là mình muốn đầu tư all-in. All-in có nghĩa là sao? Là em muốn vay gia đình, bố mẹ, anh chị em, bạn bè, người thân để có thể đầu tư ở cái chỗ mà em vừa mới nói là Glysim, hoặc là ở trên trục đường về đại lộ Thăng Long. Ok, nhưng có điều là mình có dòng tiền để mình trả gốc trả lãi hay không, và mình có cái gan để trong trường hợp xấu nhất mình có thể đi qua hay không. Nếu mà em làm đúng công thức mà anh nói, anh cam kết với thời điểm này và em đầu tư sau 3 năm, 5 năm nữa, em thấy đấy là một trong những bước ngoặt trong cuộc đời của em khi mà em lên 40 tuổi. What's up is down, what's left is right.